Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách bó giỏ quà với cái giá tiền rất là thấp, từ dưới 150.000. À, các mặt hàng ví dụ như đây hộp bánh trị giá hơn 20.000, ăn rất ngon. Đây là bánh Sài Gòn nhà mình phân phối này. Tiếp đến là mứt này, trị giá là 14k này. 14 cộng với hơn 20 là hơn 30 này. Đấy, đây mình sẽ bó và các bạn cùng nhìn nhé. Mình sẽ bó giỏ quà là 150.000. Đầu tiên là các bạn sẽ để mứt ở vị trí xa nhất này. Tiếp đến là cà phê phố trị giá là 24 này. 24 cộng 22 là 46. 46 với 14 là 60.000 này. Trị giá 60 rồi này. Tiếp theo mứt 6. 66 này. Thêm hộp trà chanh. Trà chanh 27. Sáu sáu cộng 27 hay là 28 nhỉ, lâu lắm không bán. 66 cộng 27 93, trị giá là 93.000 này. 93 cộng với 6 này, 93 cộng 6 99. Đấy. 99 cộng non nước 6.000 này. 99 cộng với 6 105 này. 105 cộng 8 này là 113 này. 113 cuộc tình. Tiếp tục thêm một mặt hàng nữa, 8. 113 cộng 18. 121 cộng với cái giỏ là 12.000. 121 cộng 12 là 134.000. À, 133. Đây. Đây là giỏ quà trị giá 133.000 đồng của mình. Các bạn nhìn thấy rất là đầy đặn và đẹp chưa? Đấy. Trị giá 133.000. Ai mà thiếu các mặt hàng để bó giỏ quà thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đây. Giỏ quà trị giá 133.000. Thì mình sẽ lấy 2.000 tiền công. Và cái giỏ này nó 135.000. Thì có vẻ là hơi ít. Thì mình sẽ thêm một cái mặt hàng nào nữa vào đây. Thôi không sao. Tại vì bên nhà mình khách hàng rất là đa dạng. Giỏ hơn 100 này là cũng sẽ có người mua. Nên là mình sẽ để vào đây. Và trị giá là 135.000 đồng nữa các bạn nhé. Đấy, buộc nơ rất đẹp mắt. Đấy. Rồi. Đây các bạn ơi, giỏ quà 135.000 đồng. Bên nhà mình bán thì thường mình đến bán tất cả các mặt hàng trong này là giá bán lẻ. Rồi. Đây. Đây là mình đã bó được rất nhiều cái giỏ đây. Đây, như cái giỏ này thì nó trị giá là hơn 800.000. Trong khi đó cái giỏ này của mình hơn 100.000 thôi các bạn ạ. Rồi. Mọi người thấy video của mình hay hữu ích thì nhớ chia sẻ nhé. Xin chào.